Một câu hỏi đến từ khán giả có tên tài khoản là Quyết Văn có hỏi như sau. Xin được hỏi các chuyên gia là cách phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho lợn như thế nào? Vâng, ngay sau đây thì chuyên gia sẽ gửi tới khán giả câu trả lời. Để phòng được bệnh này thì anh cần cũng như bà con cần phải thực hiện các cái bước sau đây. Bước thứ nhất, tuyệt đối không được giấu dịch. Có nghĩa là gì? Khi mà trên đàn lợn của anh cũng như là của bà con có những cái biểu hiện khác thường, có những dấu hiệu lợn ốm thì phải theo dõi nghiêm ngặt, đồng thời báo cán bộ thú y địa phương cũng như chính quyền địa phương đến kiểm tra và có cái biện pháp xử lý. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà cần phải lưu ý. Thứ hai là tuyệt đối không được là bán chạy. Ví dụ như là khi mà thấy lợn ốm và cái trọng lượng của lợn đã có thể bán được rồi, xuất bán được rồi thì lại là mổ bán hoặc là đem đi bán chạy. Thứ ba là gì? Khi mà những con lợn chết thì phải xử lý hết sức nghiêm ngặt. Có nghĩa là gì? Phải đào hố và rắc vôi, sau đó là đưa con lợn đó rồi lại vác vôi và lấp kín, tránh không được là quẳng ra khu vực bờ tre, mương, máng, ao, hồ, vân vân. Thì đấy là cái điều kiện mà để lây lan mầm bệnh. Và thứ tư, khi mà trong trường hợp này là cũng không nên đi lại, hay nói cái khác là nội bất xuất ngoại bất nhập, tức là gì? Trong trang trại có người chăm sóc nuôi dưỡng lợn và không được ra khỏi cái trang trại, và đồng thời cũng không cho những người lạ hoặc là quen nhưng không có phận sự vào trang trại lợn của mình. Và dùng thuốc sát trùng. Thì thuốc sát trùng ở đây thì anh cũng như bà con cần phải sử dụng một số các loại thuốc sát trùng có tác dụng tốt đối với cái virus dịch tả châu Phi. Đó là những thuốc sát trùng mà có pH kiềm hay là có tính kiềm, hoặc là phoc-môn 2% hoặc là 10% phun vào các cái khu vực chuồng nuôi và xung quanh chuồng nuôi. Đồng thời là chăm sóc đàn lợn cho tốt, định kỳ bổ sung các cái nguyên tố vi lượng và vitamin để nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cho cơ thể, cùng với việc là dùng thuốc, dùng vaccine để tiêm phòng một số các cái bệnh truyền nhiễm cổ điển, ví dụ như là dịch tả lợn cổ điển, ví dụ như là tụ huyết trùng, ví dụ như là phó chân hàn hoặc là tai xanh, vân vân. Và một vấn đề hết sức lưu ý nữa ở đây là gì? Không nên mua hoặc là khi không nên mua cái thực phẩm ở chợ, hoặc là nếu mua thì sau khi mà xử lý thì tuyệt đối là không dùng cho những thức ăn thừa, và không sử dụng những thức ăn thừa cho những cái con lợn trong cái đàn lợn của nhà mình. Một vấn đề nữa là gì? Dùng vôi bột rác ở xung quanh trang trại chăn nuôi và ở rìa các cái chuồng nuôi, và ở trước cổng cổng trại, cách các khu vực chăn nuôi khoảng là 100 mét. Khi mà nhập cám hoặc là xuất bán lợn thì cần lưu ý cái nơi tập kết cám phải cách cái khu vực chăn nuôi ít nhất là 100 mét, và cái nơi mà xuất lợn hay là đưa lợn để lên xe cũng điểm tập kết là cũng phải cách cái khu chăn nuôi của anh cũng như là của bà con 100 đến 200 mét. Và với cái biện pháp như vậy thì sẽ khống chế được cái
bệnh dịch tả châu Phi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Hà Văn Tuấn, số điện thoại là 0983, 3 số cuối là 797. Tại Sông Lô, Vĩnh Phúc có hỏi như sau. Nhà tôi có nuôi 20 con lợn được 3 tháng tuổi, nặng khoảng 40kg một con. Hai hôm nay thì có hiện tượng là bị đi tập tễnh một chân, không thấy xước sát gì, ăn uống thì vẫn bình thường, đã bị ba con, chưa chữa gì, hỏi nguyên nhân và biện pháp điều trị. Và ngay sau đây thì mời khán giả theo dõi câu trả lời của chuyên gia. Vâng, thưa anh, với cái biểu hiện trên đàn lợn như anh mô tả thì theo chúng tôi là đàn lợn của nhà anh bị mắc bệnh viêm khớp do nhiễm khuẩn. Để khắc phục hiện tượng trên thì anh cần tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải giữ ấm cho đàn lợn bằng cách là chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ, khô ráo. Và trong những ngày giá lạnh thì anh có thể là dùng các cái sạp gỗ, hoặc có thể nuôi chuồng nền thì có thể là dùng chất độn chuồng, hoặc có thể dùng sạp gỗ hoặc sạp tre để cho lợn nằm trên cái sạp đó. Và anh dùng thuốc sau đây để anh tiêm gentamicin hoặc là amoxicillin hoặc là gentatilo, hoặc là dùng gen mốc LA hoặc là gentamoc LA tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Cùng với việc dùng thuốc giảm viêm thì anh dùng diclofenac, anh tiêm cho lợn, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và cũng tiêm cho lợn ngày một lần. Để trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể thì anh dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày 2 lần. Với phác đồ trên điều trị liên tục 5 đến 7 ngày.